Tao à? Vâng. Anh Minh này. Dạ. Anh Minh mà. Vâng. Đưa vào tình hình là hai con chim to của em đưa cho anh ấy. Thì Dạ. hôm con chim to mà em đưa cho anh ấy về, thế là hôm anh mở cửa lồng nó bay mất rồi, còn hai con chim kia giờ gáy đau đầu lắm. Hai con kia là sao ạ? Nó gáy đau đầu lắm. Nó gáy suốt ngày em ạ. Vâng. Ừ, hai con công nhận là nó chưa 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 đủ cường mà nó đã gáy rồi. Nó chưa đủ cường nó gáy, nhưng mà cái con mà bảo em bảo con ghẻ ghẻ. Vâng. Thì con em bắt cho anh mà nó ghẻ ghẻ, anh bảo con ghẻ ghẻ về anh bơi cái xanh chim len xong rồi nó mọc lông đầy lên, nhưng mà nó chưa có cường nó gáy rồi. Đến bây giờ thì cường nó tương đối đầy đủ một tí rồi mà nó gáy suốt ngày luôn hai con. Thế bây giờ nó gáy thế này thì anh gọi cho em để làm gì? Hả? Anh gọi cho em là mục đích gì? Để khoe chứ làm gì? À, em tưởng là anh bắt đền em cái gì? Không, khoe thôi, hai có con ấy đẹp thật đấy mà. Vâng. Cái con mà nó lường lường ở lưng ấy. À. Con nó lường lường, em nhớ con lường lường không? Vâng. Ừ, con ấy mới đích thị là đầu xanh đi khám nha. Thì đấy. Và phấn hồng, con ấy công nhận nó lổ, công nhận nó gáy rong thổ hay thật. Con kia thì nó gáy bé hơn chút, nhưng mà con ấy tướng mạo đẹp dã man luôn. Con ấy nó gáy thì nó lại cứ xà xuống, xong rồi nó xà xuống lồng, xong nó gáy nó cứ nháy 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 cái cánh ấy. Vâng. Con nó gáy hay. Cái con mới đầu nhìn nó hơi xấu, bây giờ lông nó mọc lại đẹp, muốn chua. Ừ, con ấy bây giờ lông mọc lại đẹp là mờ, nó to dã man luôn. Vâng. Anh để em anh cứ nghịch anh cứ cho nào thì đỗ xanh này rồi kê này rồi vừng anh đổ hổ lớn lẫn lộn, thích ăn gì thì ăn, nó to thế. Nó ở với anh nó cũng sướng. Ôi, không nhận anh gì thì hai con đi thì yêu thật. Ừ. Nhưng mà cái con không gần cái con rụng lông mới đầu về nhìn xấu xấu, xong rồi sau cái con kia em đưa cho anh về tiếc quá, anh mở cửa lồng ra, lồng thì lồng to, anh mở cửa lồng ra cho nó vù phát nó qua mặt cứ đứng sững luôn mấy tiếng hồ. Cũng chung quy là cũng anh nói bằng thật với em là hiện tại thằng con rể. À. Nó bảo bố cứ mở cửa lồng hay là bố sợ nó bay, mở cửa lồng ra để bố cắt cái cánh nó đi cho nó khỏi bay, thì vừa mở cửa lồng nó vọt qua mặt mình luôn. Vâng. Thế giờ này có như giờ này có thu nhiều ổi không? À, cũng tương đối em ạ. À thế à. Bây giờ là đang chờ lứa mới. Vâng. Con ấy công nhận là bây giờ thì yêu, bây giờ em có tên, bây giờ anh chỉ đọc lên mấy câu phát nó gáy luôn. Anh dạng là anh thành với chim đấy, em nói thật, anh nói chuyện em biết anh rất thành với chim luôn. Bây giờ em thấy nè. Cú. Cú. Thế là còn ra con chim là do lỗi con rể à? Ờ không, em có tin anh cu một lúc là nó gáy luôn. Vâng. Cú. Đây anh cu mà nó bắt đầu nó nhảy cánh cu 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 cu. Em nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi. Cu cu. Ai rồi? To thế nhở? Ai rồi? Được. Nghe thấy chưa? Được. Đấy cái con mà nó rụng lông bẩn đấy. Vâng. Đấy bây giờ này là cái giai đoạn của nó thế thì nó thế chứ có vấn đề gì đâu. Ờ, anh thì anh suốt ngày anh chăm đến nó, chỉ cứ chữ anh nói được chả ai nói được. Tà. Thì anh là cho nó ăn, anh là chủ nói thì nó chả nghe anh gì ra anh. Ờ thì vợ anh nó bảo chứ thế tại sao mà em ở nhà nó trẻ chả gái mà nó nhìn thấy anh về mà nó là gái. Anh bây giờ anh giơ tay anh chỉ thẳng vào mặt luôn, chỉ thẳng vào mặt nó ấy. À. Anh búng búng cái tay phát là nó gù luôn. À. Đấy mà anh về anh chăm nó không nhận nó to dã man luôn. Thì nó to thật thì cái bao nhiêu bạn bè vào thế đéo mày mua con chim đéo đâu mà to thế, mà mua của ông Thao ở Tân Tây Vì, mày có thích thì tao đưa mày đi. À dạ. Chứ rồi em khẳng định luôn là anh con ấy nếu mà để nó đủ to thì ít thằng qua được nó đấy. Đúng rồi, mấy cả bây giờ nó thay lông đẹp dã man luôn. Thế hôm anh lên anh mà anh chả nói, em bảo là anh đừng phải no chim, vì nông lá thời điểm này nó chỉ thế thôi.
Đi về nuôi nồi đâu qua đấy hết thì anh cứ anh ngại, bây giờ thì lại quá bất ngờ đúng không? Không, anh chẳng ngại gì cả, nhưng hôm anh có ngại đâu, anh thằng con rể nó bảo là bố bố nó rụng lông, bảo rụng lông tao làm cho nó hết rụng lông. Đây về anh quyệt cho ít thanh tin len ở phát này nó không vấn đề gì, phát là về bắt đầu là từ đấy đi bắt đầu nó thay lông. Vâng. Đấy, và em nghe tiếng anh chỉ nghe tiếng anh gù lên cái nhau. Vâng. Ừ, còn con kia thì nó dịu hơn một chút thì là nó không phải như cú sáng hay ra nó cãi nhau kinh người. Thì hai con nó ngược nhau mà, nó đối nhau. Không, cứ sáng hay ra là hai con nó cãi nhau. Nó cứ gù nó cãi nhau luôn. Nói thật nói thật với anh, như bán quá nhiều khi em chả nhớ đâu, nói chuyện một lúc em mới nhớ ra anh. Nhiều khi là nó nhiều. Kiểu mình cung cấp ra thị trường hàng vạn con chim nhiều khi chẳng biết được. Nhưng mà nói đúng hơn ra một câu, mà tìm được con chim như em mà đưa cho anh này, như thằng khác có kiếm chả có. Thì mình cố gắng mình gây dựng lên để cho anh em chơi mà. Nhưng mà bây giờ nó kiếm khó, bởi vì anh cái con ấy, nếu với em cứ nghĩ xem, vừa bảo đi mua thì nó nhìn thấy bẩn bẩn như thế thì thằng nào dám mua, nhưng mà anh dám lấy. Vâng, thì đấy là anh biết về chim thì đơn giản. Đấy, bây giờ đấy, anh đấy anh nói đánh tiếng lên mấy câu, bây giờ vẫn tiếp tục anh như thường. Bây giờ tắt điện đi nó mới thôi nhá. Lúc nào chơi chán nữa thì đừng có mà để cho ai, có để cho ai thì chú thao. Không được đâu. Anh yêu chim lắm. Ê, gọi điện thì giật hết cả mình, mà anh Minh đây, anh tình hình đó kia thế nào? Thì đến lúc nào đấy thì anh lúc nào anh sắp xếp xong cái việc nhà cửa trong phát này thì để anh lại điện lên cho em, gửi cho anh hai con chim non non về để anh lại tiếp tục anh đánh gột tiếp. Vâng, gột từ chính rồi. Chim cũng đầu xanh đít xám luôn đấy, mà chim cũng giọng thổ luôn, để về để anh em bón cho nó một thời gian nó cứng cứng nha, xong về anh lại bón cho nó để anh thả cho nó bay. Nó vẫn giống cái tông hai con to của anh đấy là được. Công nhận là cái con mà lông nó không phải con lông rộng ấy, cái con kia nhìn nó rắn chim dã man luôn. Nhìn nó con nhiều, để mà nói con bồ câu thì nó còn tròn trinh trịch, con đây con này nó trườm trông như cái quả gió chuối. Nhưng mà cái con mà nó ghẻ ghẻ nhá, nó bầu. Lô bầu như con chim bồ câu luôn. Đấy. Còn cái con kia thì nó kém hơn một chút, nhưng mà nhìn con chim rắn rắn cực kỳ rắn luôn. Vâng. Nhìn cái tướng mạo nó cực kỳ rắn luôn. Thế. Tao mà anh nhờ em một tí việc được không? Anh nói đi ạ. Hôm anh ở trên đi về ấy, thì là, dạ. là anh mua ít ít lòng đà điểu ấy. À vâng. Thì về anh ăn này thấy rất chi là ngon, thì tới đây thì em mua hộ anh lấy đồ khoảng 100 cân được không? Được, cái đây anh gãi đúng chỗ ngứa, thì em bán con giống, bán thịt, bán giò, bán lòng. Cái bộ lòng của nó thì ngon rồi. Anh ý anh là cái đoạn dây cái lòng chứ không phải là cái bè đúng không? Không, cái lòng ấy. Cái lòng của nó hôm anh ra đấy nhá, thì là anh đỗ luôn ở cái quán mà anh mua, thì ông ấy bảo là thằng Thao nó tàn ra đây nó gửi chim về Hà Nội. À vâng. Đấy cái ông ấy đấy. Đúng rồi, thì ở đấy toàn anh em nhà em hết mà, phố là đầu phố, kể cả cái phố Đà Điểu này, cả cái khu vực miền Bắc này có mỗi phố đấy là phố Đà Điểu. Thì kể cả anh có đặt cái bộ cà của nó em kiếm được cho anh, chả phải lòng. Thì anh bảo là hôm anh mua của ông ấy thì là ông ấy bán là 50.000 một cân. Bao nhiêu? 50.000 một cân. Đúng rồi. Thì bao nhiêu thì bao, thì em lấy hộ anh. Thì mà anh bảo đấy, là lấy ra nó lấy giúp cho anh lấy 5 cân. Thì anh nấu theo kiểu gì nào? Anh đã nấu kiểu gì mà anh bảo ngon? Anh chả nấu thì anh xào hành rắc. À. Anh cứ mua là hôm ấy về hai bố con về, thế là cứ anh mua mấy cân nên về xào hành rắc, thế cuối cùng thế là bạn bè nó đến nó mừng mình mua được hai con chim, nên là thôi ba con chim đó là nó chén hết thì mình được có mấy miếng. Thế mấy ông bạn ấy hôn thỉnh thoảng bây giờ có sang chơi có bình luận gì về chim đấy không?
Ui rồi nó đến bây giờ nó lại gạ ngược lại anh, nó bảo thôi anh cứ để ông để cho tôi xong ông lại lên trên đấy ông mua nữa, mà mày điên à, mày ta mua mãi mới được hai, mà bay mất một con rồi còn mỗi hai con này. Không, anh tiếc mãi con chim kia. Thì nào nào được thì mình sơ ý thì nó sổ lồng rồi. Không, cũng chung quy là cũng tại thằng con rể. Nó là bố bố con chim này nó đẹp. Vâng. Bố bỏ ra bố cắt cánh đi, không có nó bay đi nữa nó phí, thế cuối cùng thì đậm chưa kịp bỏ ra thế là nó bay vù qua mặt mình luôn, thế hai bố con đứng ngẩn tò te luôn. Thằng nó còn vỗ đùi đến cười kha kha mình, mày mẹ mày vớ vẩn. Đi mẹ mày thế đi ông ấy lăng nhăng với cả bà thông gia thì chết thở. Thế hôm anh tức quá anh bảo địt mẹ mày vớ vẩn. Mẹ con rể mẹ ư đặt lấy lừa con gái bố xong rồi là chim của bố bay lại còn vỗ đùi đấy, xong nó vỗ đùi nó cười sẵn sàng. Thằng thế mới khoai thì hồi mình nghĩ tức tiếc à. Mà nhớ anh nói nhớ khốn nạn cái này này, ba hôm sau nó mới lên nó bảo bố ơi con chim này đẹp bố bỏ ra bố cắt cánh đi, con nó bay mất thì nó đã gáy rồi à. Vâng. Nó gáy rồi thì anh mới bảo là ừ kể ra nó gáy như này rồi mà nó bay mất thì nghĩ cũng tiếc. Đấy, thế là cuối cùng anh hay mở cái cửa to ra để anh đổ cám cho nó không? Vâng. Anh đổ kê mới là đổ đỗ mới là đổ thóc cho nó ăn nên là thì hôm ấy anh hở hé hé thôi, hôm ấy lại mở to ra để thò tay vào để bắt nó. Cái loại đấy mà khi anh mở ra cái anh thò tay vào bất kỳ có một cái lỗ nào ngoài là nó phi thẳng luôn. Nó lại cái cửa nó lại to em ơi, thế đó thò tay vào nó bay vù qua mặt mình luôn. Ừ, nó bay nhanh lắm. Thế sao hôm anh mới tức quá anh mà địt mẹ mày cứ vớ vẩn để mẹ im thì để làm sao. Thế bây giờ còn mỗi hai con. May là kéo lại là hai con này nó nổi thì có nghĩa là nó còn khó chịu ấy. Hai con này nó đùa chứ, hai con này nó đùa chứ có ai giả bao nhiêu tiền anh không bán đâu. À thì mình mất công mình nuôi từ nhỏ lên thế. Mà bây giờ như anh nói thật bây giờ em muốn tin anh lại gáy thắt nó lại gáy theo. Nhanh với nhở hôm anh đấy làm gì nó đã có cướp đâu. Có đốm đốm một hai phát thôi. Một hai phát thôi gần như thế. Ừ, bây giờ thì cườm nó lổ, cườm to hết em ạ. Ờ thì bây giờ là có con nó kín cườm rồi. Ừ, còn cái con thứ hai thì nó gáy thì nó cứ chúi đầu xuống xong nó nháy cánh nó gáy cơ. Vâng. Ừ, nó cứ nháy cái cánh nó chúi đầu xuống nó gáy. À. Hai con đấy mà anh mà nuôi ở cái lồng tương đối rộng thì cái lồng nuôi nó dài lắm. Ôi trời, anh này không... anh lại nuôi vào cái lồng tròn tròn, cái lồng tròn lồng inox tròn ấy. Rồi. Ờ đâm ra là nó có cái đáy mà nó làm bằng nhựa ấy. Vâng. Thế đâm ra là lông đuôi nó vẫn giữ được em ạ. À, nó giữ được nguyên lông đuôi à? Ừ, giữ được lông đuôi nhưng mà anh sợ mất anh cứ treo mẹ trong nhà. Chả thế à, sảnh nhà văn biết ngay. Ừ, ôi giời sảnh nhà văn nó sơi mình luôn. Mình càng khoe nhiều người là càng có cơ hội. Hôm qua anh nói rất thật luôn, như hôm qua thằng bạn anh nó đến chơi. Ừ. Thì nó cũng có hai con chim gáy. Vâng. Thì nó bảo là mẹ chim của tôi đéo rồi nó gáy tiếng vừa bé mà vừa nó đéo gáy, tôi cứ phải lấy cái điện thoại tôi mồi. Ừ. Thế xong anh mới ngồi anh mới cu cu phát là con chim của anh nó gáy hai con nó gáy liên tục thì tức ấy. Nó tức. Sao xong mà nó bảo thế ông mua đâu mua thao rồi trên đây mua đâu. Hai bố con tao lên tận nơi tao mới mua được hàng chim. À. Trong cuối cùng nó bảo thế lúc nào thì ông đưa tao đi với. Ơ thế mày cứ thuê xe đi tao đưa mày đi. Thế xong rồi nó bảo thế hôm nay ông ấy mua luôn lòng đà điểu ở trên nè. Thế không mua đấy mua đâu. Ở cổng trại đà điểu chứ không mua ở cổng đà điểu mua ở đâu. Đúng rồi. Trong cuối cùng nó bảo mẹ thế mà hôm đi đéo bảo. Thế bảo mày để làm cái gì. Hôm nào nói anh em ấy lên trên này chơi uống rượu với em bữa. Ờ thế làm có gì anh lên. Nào lên trên này có cái gì đâu làm đà, trên này đà điểu thì nó có mấy cái món ví dụ như món mề thì mình nấu lẩu này, còn lòng như của anh thì kể cả xào lá dăm đấy ngon. Ừ, lòng xào hành dăm ăn nó giòn. Hành dăm đấy. Hôm về xào giòn ngon ơi là ngon, mình lúc đó đùng người ta mình cũng hiếu khách. Ừ. Hôm ấy nó lại đông quá, em bảo có hôm ấy anh mua được có bao nhiêu, anh mua được của ông ấy được đâu có 2 cân hay 3 cân ấy. Rồi. Thế là về nó lên hàng chục người, làm gì mình làm như ăn hoa thế lại nhớ lâu.
Đấy cho nên như mình được có mấy miếng thôi, còn còn đâu thì chúng nó lại tục ăn hơn mà mình không được ăn. Vâng. Thế hôm tới này thì em cứ anh bảo này, cứ Dạ. gửi cho em mua giúp cho anh 5 cân này, Vâng. thế xong rồi cái tiền chip về bến xe Gia Lâm ấy thì bao nhiêu tiền thì anh gửi thoải mái luôn, mà cứ tính anh thoải mái lắm. Thì đương nhiên là cái ship đấy thì em cũng nhờ người ta thôi, thì người ta lấy bao nhiêu em bảo chỗ anh em quen biết thì họ đi thì phải giá thôi, thì họ mà anh gửi theo ôm riêng cho họ, còn cái tiền đà điểu em mua nào thì em bảo anh thế gì đâu. Ừ nhé. Vâng, Để cố gắng giúp anh, thế hôm nào thì em gửi được về. để em điện cho bà chị để mai mổ để lấy cái con nào nó tươi không để tủ ấy, cho nó mới. Ừ nhé. Thế Vâng xong thì rồi có cái gì thì em gọi điện cho anh cái. Có cái gì thì em gọi điện cho anh cái, xong rồi khi nào mà em chuyển đi anh rồi khoảng. hôm trước anh chế biến anh có lộn cái lòng của nó ra không? Không anh cứ thế anh giữ anh làm thôi, anh chắc Ừ, không lộn. yeah. Thấy vợ em bảo là lộn ra đây cho nó khỏi sạn thế nào. Nhưng mà anh thì hôm mới về thì anh làm thì anh cứ thế này anh ken nó đi, xong rồi anh thái ra anh thảo luôn, anh ăn nó chả thấy nó sạn. Ngon, ơi, ngon quá anh quên mất cả sạn. Không nhưng mà anh ăn thì không thấy nó sạn thật. Vâng, thế anh đã làm quen rồi, anh đã biết nấu, anh đã thấy ngon rồi thì cứ thế phát huy thôi. Thế anh chỉ xào hành dăm thôi chứ anh có biết nấu cái gì đâu, từ bé này có được miếng gạo tiểu đâu đâu. Để tí em thử điện thử xem là nếu mà tươi ngon mà mai mà có thì mai em tranh thủ em phóng lên sớm sớm em lấy mới mới. Ông anh em ngày mổ mấy con mà. Thì là mai anh được hoặc ngày kia cũng được em ạ. Vâng, thì chỉ nội ngày mai ngày kia thôi chứ anh. Thì Vâng. gửi cho anh cái thì là em bảo là anh ơi thì em gửi là điều về đấy thì mấy giờ anh ra bến xe Gia Lâm anh lấy thì anh ra. Hôm nào anh có tiếp đãi bạn bè anh nào anh làm cái mề anh nhúng lẩu ngon lắm. Hình như cái mề của nó, cái mề của nó khoảng 1 cân 2 cân rưỡi một cái đấy, nhưng mà nó giòn mà nó Cái anh nói thật là cũng bạn bạn bè thì nó cũng khao khát em hiểu không? và Đâm ra là anh bảo là thôi cứ mua dăm cân nằm về cho chúng ăn thôi, còn lúc nào mà anh gửi em gửi cho anh mấy cái mề đấy thì là anh gia đình mình chén thôi, chúng nó đông quá. vâng Thì chúng nó đông quá bao nhiêu cho nó vừa em hiểu đúng rồi không? Đấy cho nên là anh chỉ bảo anh cứ em cứ gửi cho anh 5-6 cân nằm. vâng thì nó theo bộ của nó đấy, phải bao nhiêu thì em bảo. Thế là cứ gửi về cho anh, thế vâng xong rồi ngày mai anh được ngày kia cũng được, vâng tí em ngày thử kia điện mà thử hỏi tôi ngày nào. kia chưa, ngày kia chưa có thì ngày kia cũng được. Vâng thì nội trong vòng ngày mai ngày kia thôi. Nhá, Vâng. không có thì còn cái tiền mà xe ôm xe ấp đấy mà cái tiền ô tô tiếp gửi đấy em cứ bảo anh cho anh gửi nhé. Dạ vâng, ok Cứ thế nhé em nhé. rồi em cảm ơn anh nhá. Vâng vâng. Thì chào em nhé. Vâng, ok. Muốn nghe cô gái gái nữa không? Mà địa chỉ của anh chính xác ở chỗ nào đấy? Không anh thì này là anh thì ở là tổ 1 Phúc Lợi Hội Xá, Vâng. cô Phúc Lợi tổ 1 Phúc Lợi này nó ở quận Long Biên đấy, nhưng mà Hội Xá thì là tên cũ của cái làng ngày xưa. Nó là ngoại thành Hà Nội còn gì nữa đúng Không nó vẫn là nội thành, không? à không, ngoại thành, Ừ. ngoại thành ngày xưa. Ngoại thành ngày xưa bây giờ Nhưng bây giờ nó thuộc về Phúc Lợi quận Long Biên. là không không biết à. Biết thế hôm nào có xa cơ lỡ vận thì còn tìm đến ông anh nhé. Rồi ôi em mà sang đây thì nói xin lỗi luôn, như lòng đào điểu thì không có đâu, nhưng em thích ăn gì cũng có Vâng, ok. đấy, cái tình anh này hiếu khách dã man luôn. Rồi, ok anh. Rồi. Nhá, Thằng cu nhanh như này khỏe không? cháu nó không, từ hôm em đưa cho cái cao anh chả biết cái cao gì nhưng mà nó ho rất nhiều luôn, nhưng mà cho nó uống cái đấy phát nó đỡ ho nhiều lắm. À, vâng. Nhưng không biết là cái cao gì em. Cống ngựa Thế mà uống tự nhiên là thấy nó đỡ ho rất là nhiều luôn. thì cũng ở Bắc Giang có người quen họ cũng quý em họ cho, thì em bảo trẻ con nó đến chơi chả biết là có cái gì, anh lại cho em cái tí ổi, em bảo là ôi thịt cả đây con nhà mình nó dùng mỗi đứa thang, xem là đã biết mình đã biết tốt xấu nào đâu thì À anh bảo này,
Dạ. Hôm nào mà em gửi hàng về thì em điện cho anh từ tối từ hôm trước nhá. Vâng. Ờ thế xong là anh này cũng thì anh gửi cho em ít ổi quê hương. Vâng, thế đấy em cảm ơn anh. Tình cảm. Dạ vâng. Nhá. Rồi rồi ok ok, em sẽ điện trước cho anh. Vâng. Ờ điện trước cho anh để anh còn đi hái, không có đến lúc rồi vội quá không hái được. Vâng, thế anh nhá. Ờ nhá. Vâng vâng, bye bye anh. Vâng. Chào em nha.